bà đã thay nên nói cho mát xong rồi chúng được xuống là nó hay video mới đấy cứ chơi những chuyện dứt vận tay tiếp tông thân năng được biết cái này phun lửa phạt biểu vọt cho năm bị phong phải bay này bà chắc năm bay của mọi khác bây giờ tôi mơ được biết cái này tạm đón tay cái này được biết nè đây chắc năm bay giờ cái này phun phạt biểu vọt chùa phun rồi một chùa phun ấy cứ dùng từ lửa cái này nóng bà lệ sâu đọc một tí bà bỏ cơ xuống sẽ cái hai rành thọc chẳng cơ xuống sẽ cái rành thọc cứ có bà này nó tất tương tự nâng biếp cắt bốn lục rạp bị vọt rồi bỏ xa kriê ai cái chuôn ông phép ruột nâng ông ca cao lực thạc bà chẳng kì kẹt nề giang đổi bệnh tài chẳng dân từ mưa ở tra này cả chọc bốn đó bị vọt bọc mát chọc bốn bà chấn tim mũi cứ bạn bị ngọt là miền chân lọ chọc bị sôn từ mà liền làm rồi quấn cứ chọc quấn sôn bị rồi như này thì miền cật quấn đế tí pi bạn bị ngọt chân lọ mà miền này chọc bị một liền làm rồi quấn mùi riêng đó bị liền riêng cứ chọc quấn làm bị rồi bạn bị ngọt đang chọc bị pi liền mùi riêng đó bạn bay liền pram roi pon riel គឺចប់ពន្ធ 10% 2 8លាន500ពាន់មួយរៀលដល់12លាន500ពាន់រៀលគឺចប់ពន្ធ 15% ជាចុងក្រោយលើសពី12លាន500ពាន់រៀលគឺចប់ពន្ធ 20% អញ្ចឹងអត្រាពន្ធមាន 5% 10% 15% និងចាប់ពីដល់2លានឡើងទៅដល់2លាន500ពាន់ឡើងទៅគឺ 20% អញ្ចឹងមាន4ករណីឥឡូវយើងទៅសិក្សាបន្តបាទយើងមើលតកតងទៅនឹងការជាប់ពន្ធ5 10 15 20% យើងមានតួលេខមួយហៅថាលំអៀងបាទនេះលំអៀងនេះគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងយកទៅគណនាប្រាក់ពន្ធគណនាប្រាក់ពន្ធចឹងអ្នកអស់ប្រចាំតើចន្លោះណាជាប់ប្រមាណចន្លោះណាជាប់ប្រមាណហើយកម្រិតលំអៀងប្រមាណនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងនឹងយកទៅអនុវត្តនៅលើរូបមន្តកញ្ញាពុទ្ធចឹងរឿងមានរូបមន្តទី1គេហៅថាតេយ្យទានសហព័ន្ធនឹងកូនក្នុងបន្ទុកដែលកូនម្នាក់ឬក៏មានភរិយាដែលគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីរាជការគឺគាត់ជាមេផ្ទះគឺយើងត្រូវដកគាត់មួយសែន50,000រៀលចេញដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពន្ធក៏ពិតថវិកាឧបត្ថម្ភកូនត្រឹមតែ10,000រៀលប្រពន្ធ15,000រៀលទេតែនៅពេលដកជាក់ស្ដែងគឺគេឲ្យយើងដកមួយសែន50,000ណានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវដឹងទី2 មូលដ្ឋានគិតពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សនេះគឺយើងយកប្រាក់បៀវត្សរបស់យើងសរុបនឹងដកតេយ្យទានសហព័ន្ធនឹងកូនហុំបន្ទុកចេញបាទនេះដកខាងលើនេះចេញអញ្ចឹងឃើញប្រមាណគឺយើងទៅមើលអត្រាជាប់ពន្ធណាអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគិតពន្ធគឺយកប្រាក់បៀវត្សរសរុបដកតេយ្យទានខាងលើនេះដកទៅឃើញប្រមាណយើងទៅពិនិត្យទៀងទាត់ជាមួយតារាពន្ធទី3របៀបគណនាពន្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកហើយយើងឃើញលុយមានប្រមាណជាប់ពន្ធអត់យើងត្រូវទៅពិនិត្យតើជាប់ពន្ធ 0% 5% 15% ឬក៏ 20% យើងគុណអត្រាពន្ធនឹងហើយយើងត្រូវដកលំអៀងលើសនៃប្រាក់បៀវត្សតាមផ្នែកនីមួយៗនោះដូចខ្ញុំបង្ហាញពីមិនអញ្ចឹង 5% មានប្រមាណបាទ 15% មានប្រមាណ 20%មានប្រមាណ 10% មានប្រមាណអញ្ចឹងយើងដឹងមិញយើងបានមើលហើយ 5% គឺលំអៀង 75,000 10% លំអៀង 175,000 15% លំអៀង 600,000 និង 20% លំអៀង 1,225,000 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តបន្ទាប់មកយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាឧទាហរណ៍ទី1នេះគឺឧទាហរណ៍តកម្មករនយោជិតនៃរោងចក្រសហគ្រាសមួយគឺគាត់មានប្រាក់បៀវត្សរ៍សរុប2លានរៀលម៉ោង500ម៉ាណា2លានរៀល
tôi mới nói không lúc bắt ốc thăm rồi thôi đồng nà nâng khai bài sau đó miền phí sàn riêng bật miền phí sàn riêng được chứ này hai đập bấy kẹt riêng bỏ quất đã cưng kẹt riêng nhạc này bởi dương kết phí đồ lá chân lọc bà mẹn bây rồi chất pram đồ lá từ pram rồi đồ lá bà chắc cả đây nó liếu cứ dương mưa bùn bạn mưa bùn bị bọt chứ bùn bị bọt nhớ cứ mà nó pi liền riêng bạn mưa là có cho bùn ở đấy pi liền riêng đau từ nâng pi xa thì là chừng nên hãy ta lùi xin này xin này xin xin bạn đổ tớ tớ dương khơi bùn mạng chứ dương khơi mà liếm bộ bay rồi còn riêng chẳng liên bộ bay còn riêng riêng bộ bay rồi còn riêng đấy quát cho quân bảo màn thế rồi thật này chẳng lọt nà nhưng từ mưa bịt thiếp nơi ta ra muôn bánh mình chẳng dân từ mưa tới dân của ta quát trời cho quân chẳng luôn pram thế rồi chẳng là bay pram thế rồi cho quân pram thế rồi ta bay kẻ nhẹ đằng ta ọc mán cứ dân trời thua ca kẻ nhẹ đôi chẳng kào tìm mua dân từ mưa lùng tiền pram thế rồi mình lùng yên bảo màn mình chứ pram thì nói miên lùm yếm chết là pram buồn chẳng những cái ảo một ảo một ruột một bò dưỡng buồn lời pram bị bò dưỡng cứ mà nâng lùi sạch pram dưỡng ấy để dưỡng đỏ hơi ấy côn nâng pram hãy complete chạy nâng rồi nên là côn nâng pram thì rối đỏ lùm yên chừng chẳng côn đã khơi một mát đỏ lùm yên chừng nói chứ nâng khơi thạm bị ca đã trời chọc buồn cứ có chọc buồn đọc pram pon miền này thà mà mơn pram pon rồi ní cứ chi vị thi kẻ nghĩa dương anh quan và toàn thiết ní không cả này quật người liếu chớ bớt không cả này quật miền bắc bốn chỉ miền tây nâng cao bay nhẹ không một tục chẳng tây giật tiên xã pon cao không một tục cứ dương do một sàn pram mới còn một bùn bốn ní cả mau bị cao bay nhẹ bốc bốc bốn mùi to đánh thiết mà à lấy dân cả đời này khơi nhảy bạn chẳng là cái dân ban rau khơi nhảy nơi tây dịch tiên xã con được con không tục cứ cả đời này tới dân khơi của mùi rơi con mà mùi rơi con như là của mùi sàn riến chẳng dân ban trầm lại mà con dân tới cả đời này và to tiếp ta bạc bia bột bọc quật bì liên nâng cho con đã được ạ chúng thì mua giờ lôi vào quạt bị liến đỏ lôi hồi thua sầm ná để dương thua sầm ná hồi bài mình mà thấy mới tôi mới tiếc đỏ nâng học sầm mờ chứ những đỏ đỏ chứ mà những mờ thà ta lôi quạt chọt buồn ẩn nè mà giờ lôi từ đó đỏ bạn đỏ mà kẹt như thế chứ nó phải lại đỏ nhưng khi lôi quạt nó sao mà liền bị sáng chắc mà liền bị sáng cho lọt bị sống tới mà liền cái lát cứ ọt chọt buồn để cứ bốn sống phía rồi cho bốn bạn đấy bốn son vậy rồi cho mình mà ắt cho bốn bạn chẳng được cho này hỏi mưa lồng yên ta son vậy rồi miền lồng yên này được thì bạn lồng yên cứ ắt miền này son riêng chẳng nom ỏi bốn bìa vót bạn chẳng nào ỏi trời chạm rụng anh ấy mờ bò 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 nữa nè bạn mưa bốn bìa vót miền này ta ta prạ bìa vót bằng mạng cho bốn là bè đang tập bằng mạng cho bốn rửa ớt dưới đó ớt nè lò bò vào nó nghe nè lùm yên bà lùm yên bìa vót cho bốn bà rưỡi có lùm yên lực này prạ bốn làm thế nào đó nít bò bò vào nó miền này ta bốn là prạ bìa vót mà đại dương cả nền trần chẳng dương no ba rụng một bờ dương cứ mà liền tì sán lối nấy đại dương đỏ chạy ó côn đường sơn về rồi đạt côn đường sơn bên ấy nơi đấy bạn côn đường sơn ở hà ly nhỉ và đỏ đang lục yên sơn chẳng chầm lá cứ khơi sơn đạt nấy út thì hó để xong lược vào một bài hát chẳng út thì hó và to tiếp nấy cứ xong vào trạm điều bộ vào bọc vận hành chun ở hệ thống đó chẳng nhà ông này mới nhà đại nơi lơ cái mấy quạt miền thảm cả bọc quạt pi liền
5,000 riel bên tai trong con quật miền mà mơn này con mà nẹt bồn hạ bọn đấy mà mơn pram bọn chứ con muối và bồn mùi và con ai miền lời bị muối nữa để mà phun miền là mùi thế chắc mà nó pì chắc nó mọi lời sẽ bỏ quật đấy lời sẽ đấy đỏ nâng pí cùn nâng mà sai pram mơn mà thì tiền hạ bọt nâng thì dạy tiền nữa nè chứ bị liên pram pon độ mà cái chọc này chẳng cứ nó sợ mà liên bộ bờ rồi pram pon riêng chẳng dừng mơ mà liên bờ rồi pram pon rất cứ trở chọc pun pram thiệt rồi rồi chơi nóm ai pun là pram biệt vọt bỏ quát do mà liên bờ pon pram rồi nâng cùn nâng pram thiệt rồi độ lùm yên chẳng pram phải nói cứ lùm yên nghĩa chặt pram phồn đọ lùm yên trên đất khởi lui để cho phồn nó cứ và trời cắt nè cắt mà phồn pi rời hạ và phồn pi rời hạ thấy nên nói ai do nè đi pi này mà ăn một sạ là bỏ cứ do lui một phần nắng đọ nằng muối bạn ấy còn nè nè muối còn nắng mà sang pram mà smile bằng màn hãy cho phân bằng màn vậy rồi anh ăn vọt ta trừ đôi ta vay để cái cắt chân bị bộ phòn nâng ạ nế cứ ta ra bị vọt để chân bị cái xuống một nghìn nhưng có thơ mùi tiết gọt nế cứ gọt miền bạc bị vọt xa rốc bị liến mà rồi xài xa bộ phòn pram rồi vẫn đang gọt miền lôi bộ phòn lôi cầu thế thì mùi ai gọt được liếu thì bị ai còn bỏ quát trên phơ ca ở miền được không tốt phải giờ bỏ quát chưa một trời dịch ca chẳng những ai cả nhà buồn bỏ quát chẳng được lại tài chẳng cứ dương ai cả nhà bỏ quát đỏ tới cứ khơi miền và miền ấy đỏ đấy mà chẳng mưa lệ lôi đường tận đòn tới thì dương biểu thiết cứ quát trời cho buồn đọc hiện rồi chẳng đọc hiện rồi chẳng dương do lôi dọc bỏ quát còn đọc hiện rồi đỏ lùm yên cái lại đọc hiện rồi cứ mà rồi chặt tam buồn cún đọc phía rồi đó tới khơi chọc cún dùng nuôn bay mơn bầm bồn bồn bầm bờ rồi hạ sập điện nè nế cứ chia rồi biệt ạc nó vốn ọc bì vị trí khát cún lực bạc bì vốn hãy nhạc tí bình ní gọt miên lôi bà bì liền chiên vẫn lại gọt miên câu nó là bay nẹ của bồn mùi tiền chẳng đo tế dạy tiền hạ bọt nâng câu nó một tục cho nhá thôi gọt ruột bồn ní ư kê nha câu mùi một bồn mùi đó tới thôi còn rồi bồn chân cả này câu trả đã cho máu đã bồn máu thôi ở những ai rồi bị cả cắt bồn vào này bạn hay xong học cũng xong làm cả từ xong làm video mùi nít tại tôi nó được biết để cả cắt bồn được đặc biệt bọn xong học cũng trả